của kênh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của kênh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta có rất nhiều người trên trái đất này nhưng trong mắt người yêu chúng ta trở nên độc nhất vô nhị tình yêu mang lại ý nghĩa cho tâm hồn và mục đích sống của chúng ta tìm kiếm tình yêu đích thực của chúng ta người bạn tri kỷ của chúng ta một nửa yêu thương của chúng ta để chúng ta trải nghiệm tình yêu sâu đậm bền chặt. Chúng ta có thể nghe được những câu chuyện từ những người rất muốn có một mối quan hệ nghiêm túc nhưng vì lý do nào đó họ không được toàn nguyện. Trong hành trình tìm kiếm người ấy, họ đã đầu tư nhiều tháng thậm chí nhiều năm cho những mối quan hệ không lành mạnh hoặc không xứng đáng. Chỉ để lại những vết sẹo tình cảm và một hành trang khổng lồ về những mối quan hệ trong quá khứ khiến họ nghi ngờ chính bản thân mình liệu người bạn tri kỷ của họ có ở đó hay không. Quốc Anh muốn nói với bạn rằng người bạn tri kỷ của bạn đang tồn tại và đang ở đó chờ bạn. Có lẽ bạn thậm chí đã gặp nhau nếu một người dành cho bạn Người ấy sẽ xuất hiện khi đúng thời điểm và đúng nơi. Có lẽ trong một phòng tập thể dục, hoặc tại một bữa tiệc hoặc có thể trong văn phòng của bạn người ấy có thể đến dưới dạng một người bạn cùng đi du lịch hoặc một người tham dự hội nghị cùng bạn nhưng cho đến khi bạn gặp được người ấy của mình bạn sẽ có những đêm mất ngủ phải chờ đợi không yên vũ trụ sẽ cho bạn những dấu hiệu để cho bạn biết rằng tình yêu của cuộc đời bạn đã đến tất cả những gì bạn phải làm là mở lòng đón nhận chúng. Điều cần thiết là giữ một tâm trí cởi mở trong khi giải thích các dấu hiệu từ vũ trụ và cho phép bản thân được ôm lấy người thân yêu của mình vào đúng thời điểm. Tình yêu đến giống như một phép màu, một món quà may mắn. Bất ngờ mọi thứ bắt đầu có ý nghĩa với bạn. Bạn sẽ thấy những dấu hiệu trước cuộc gặp gỡ thực sự và người ấy cũng vậy năng lượng của tình yêu sẽ bao trùm cuộc sống của bạn. Nhưng bạn phải chú ý đến những dấu hiệu từ vũ trụ, tình yêu đang đến với bạn và làm việc tích cực để loại bỏ mọi tắc nghẽn, cảm xúc, tâm lý hoặc những thứ khác có thể cản trở nó. Những dấu hiệu của tình yêu đến với cuộc đời bạn sẽ rất tinh tế. Bạn sẽ phải tin vào trực giác của mình, sử dụng óc phân tích và cả trí tuệ để đọc và giải mã xem người ấy có thực sự là tri kỷ của bạn hay không? Hai bạn thích nhau và sẽ có thể cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ có những khác biệt với tình yêu đích thực của mình hoặc có những cuộc tranh cãi gây gắt dẫn đến những cuộc chiến. Nhưng cuối cùng thì tình yêu đó cũng sẽ chiến thắng. Sau đây là một số dấu hiệu để nhận biết người ấy có phải là một nửa yêu thương của bạn hay không vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần lên có sự kiên nhẫn nhưng cũng phải tỉnh táo để ý những chỉ số tình yêu này hãy nhớ rằng vũ trụ luôn nói với chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra các thông điệp bởi vì vũ trụ nói lên thông qua kinh nghiệm cho phép bản thân cảm thấy nó không hạn chế bản thân sau đây là một số dấu hiệu tình yêu đang trên đường giúp cuộc sống của bạn dễ dàng và hạnh phúc hơn. Điều thứ nhất, bạn chỉ biết khi nào là thời điểm thích hợp. Hãy tin tưởng vào giác quan thứ sau đó. Khi bạn gặp được người bạn tri kỷ của mình, trái tim bạn sẽ có chút nhói lên hoặc có thể bạn sẽ cảm thấy điều đó trong ruột của mình và thường thì cảm giác ai đó đặc biệt đã đến sẽ khiến bạn cảm thấy vui vẻ và thư thái vì vậy tất cả những gì bạn phải làm là tin tưởng vào cảm giác đó và đi theo con đường mà vũ trụ chỉ ra để đến được tình yêu đích thực của bạn điều thứ hai bạn liên tục có những giấc mơ lãng mạn bạn có thể có những giấc mơ về yêu và được yêu và những giấc mơ đó sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng và hạnh phúc một cách kỳ lạ đó có thể là một người lạ mà bạn đã nhìn thấy ở bất kỳ nơi đâu. Hoặc một người bạn được gợi ý trên Facebook. Hoặc hai bạn được gắn thẻ trên một số bài đăng chung. Bạn không chắc rằng giấc mơ của bạn là việc cùng một người. Nhưng bạn có một cảm giác mơ hồ về việc có họ ở đâu đó trong cuộc sống của bạn. Những giấc mơ lãng mạn là những dấu hiệu từ vũ trụ. Tình yêu đích thực đang ở gần kề. Giấc mơ có thể là dấu hiệu dẫn đến tương lai của bạn. Điều thứ ba, bạn bắt đầu thấy những dãy số đồng bộ. Vũ trụ có một cách độc đáo để kêu gọi tình yêu của cuộc đời bạn thông qua sự biểu hiện của các dãy số như là 1111 hoặc là 111. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn nhận thấy những con số như vậy, có thể là trên đồng hồ, trong hóa đơn của mình, hay là trên biển số xe, số trang sách, hoặc bất kỳ nơi nào bạn để mắt tới, có thể đó là dấu hiệu cho thấy rằng một giai đoạn quan trọng của cuộc đời bạn đã kết thúc khi bạn độc thân hoặc có điều gì đó khác để bắt đầu. Hãy nhớ rằng những con số may mắn này ở đó để giúp bạn chuyển từ trạng thái kém hạnh phúc sang trạng thái hạnh phúc hơn. Có thể chúng đang yêu cầu bạn mở lòng với những trải nghiệm hay để những con số này hướng dẫn tinh thần của bạn hay chú ý đến môi trường xung quanh và những người bạn đang ở cùng. Bởi vì những dạy số này là những dấu hiệu quan trọng cho thấy rằng một điều gì đó đẹp đẽ và huyền diệu mà vũ trụ đang dẫn lối cho bạn. Điều thứ tư, sự lặp lại ngẫu nhiên là dấu hiệu chắc chắn của tình yêu. Các dấu hiệu từ vũ trụ về tình yêu sẽ không xuất hiện một cách rõ ràng mà chúng sẽ xoay quanh một cách ngẫu nhiên và kỳ lạ trong một vòng lặp lại. Ví dụ, bạn có thể đang ngân nga một giai điệu trong đầu và nó phát ở nơi bạn đang ăn trưa và sau đó nghe thấy nó trên đường về nhà. Bạn thức dậy và có những người hàng xóm của bạn đang hát đúng bài hát đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tình cờ nghe được lời thì thầm ngọt ngào về lời tuyên bố tình yêu trong quán cà phê mà bạn đang uống cà phê hoặc có hai người bạn chia sẻ về buổi hẹn hò chung gần đây của họ hoặc em gái của bạn kể cho bạn về việc anh trai của người bạn thân của cô ấy đã gặp người phụ nữ trong vòng của mình như thế nào trong một đám cưới chuẩn bị diễn ra đây là những dấu hiệu của tình yêu điều thứ năm bạn tự tin và sẵn sàng chấp nhận rủi ro bạn đã trải qua những điều tồi tệ của mình và hơn thế nữa bạn biết mình muốn gì bạn còn biết mình không muốn gì bạn tin tưởng vào bản thân và bạn đã sẵn sàng cho người phù hợp đến đây là điều mà vũ trụ cũng đang chờ đợi dường như bạn không ngại chấp nhận rủi ro và khám phá những cơ hội mới trong cuộc sống có thể bạn đã tham gia một cuộc tĩnh tâm tinh thần mà bạn đã tự hứa với bản thân mình mà chưa bao giờ thực hiện có thể bạn đã chấp nhận thử thách để đến một thành phố mới để làm việc bạn đã làm những điều để gia tăng giá trị cho cuộc sống của mình giữ gìn sức khỏe sống lành mạnh theo đuổi mục tiêu và học hỏi những điều mới có lẽ vũ trụ đã hướng dẫn bạn đến khung cảnh mới này để khiến bạn có thể gặp gỡ nửa ấy của cuộc đời mình điều thứ sáu bạn hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống cá nhân của mình có vẻ như tất cả mọi thứ đang rơi vào đúng vị trí cá nhân bạn đang làm tốt mối quan hệ của bạn với người thân bạn bè và những người xung quanh đều suôn sẻ bạn hài lòng với những gì bạn có trong cuộc sống và bạn đã hoàn thành với những hối tiếc trong quá khứ của mình đặc biệt là liên quan đến đời sống tình cảm của bạn bạn hiểu rằng con người không thể là bản sao của nhau và yêu cũng có lúc không yêu đây có lẽ là thời điểm mà bạn ít bị xáo trộn hoặc ảnh hưởng bởi hành trang quá khứ của mình và sẵn sàng cởi mở và hiểu nhiều hơn về những mối quan hệ mới đang đến với bạn bây giờ bạn không nhanh chóng phán đoán và có lẽ bạn đang cảm thấy bình yên với chính mình. Bạn hiểu rằng bạn không thể mong đợi người khác phải chịu trách nhiệm cho các nhu cầu của bạn. Bạn sẽ tìm thấy một người khác ở cùng một nơi trong cuộc sống. Hai bạn hoàn thiện bản thân mình nhưng đến với nhau để trở nên tốt hơn và giúp đỡ nhau tốt hơn. Niềm hạnh phúc mà bạn cảm thấy với chính mình là một dấu hiệu thiết yếu từ vũ trụ. Tình yêu đang trên đường đến. Và bạn đã sẵn sàng để cuối cùng ổn định với người ấy trong cuộc sống của mình một cách hạnh phúc. Điều thứ bảy, tình yêu ở khắp mọi nơi bạn đến. Dấu hiệu tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Hoa đang nở, hàng loạt bộ phim lãng mạn đang được công chiếu tại đạo chiếu phim. Những cặp đôi nắm tay nhau trong công viên hoặc trao nhau ánh nhìn tên công cộng. Vũ trụ chiếu tình, tình yêu, yêu mọi nơi xung quanh bạn. bạn. Điều, điều đó sẽ làm cho thấy rằng lượng tình yêu của tình bạn tình yêu đang đến gần với bạn điều thứ tám bạn bắt đầu tin vào vũ trụ trước đó nếu bạn hoài nghi về những dấu hiệu từ vũ trụ thì bây giờ bạn sẽ có niềm tin vào lòng tốt của vũ trụ bây giờ bạn sẽ cảm thấy thoải mái với ý tưởng yêu cầu vũ trụ hướng dẫn và sẽ tìm thấy các dấu hiệu ở những nơi bạn không ngờ tới nhất bạn sẽ có thể tin tưởng vào vũ trụ quan tâm nhất đến trái tim mình và chẳng bao lâu nữa con đường dẫn đến tình yêu đích thực của bạn sẽ trở nên rõ ràng và suôn sẻ hơn để thành công trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực bạn nên học cách giải thích các dấu hiệu từ vũ trụ tuy nhiên đây có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức vì chúng ta thường rèn luyện bản thân để bỏ qua trực giác và cảm xúc ruột của mình hãy tin tưởng vào vũ trụ bằng cả trái tim và biết rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do hãy tiếp tục hỏi vũ trụ về những gì bạn muốn thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại của kênh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.